Tuyệt đỉnh song ca mùa thứ 3, sự quay trở lại của những cặp đôi tri kỷ âm nhạc nổi tiếng. Ca sĩ Minh Tuyết, ca sĩ Quang Lê, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Dương Triều Vũ, nhạc sĩ Minh Vi, ca sĩ Cẩm Ly, cùng sự dẫn dắt của hai MC tài hoa duyên dáng Nguyên Khang và Cả Như. Những tài năng mới khiến các ngôi sao cũng phải kinh ngạc. Bên nhau ai thôi chỉ một lời em ơi anh đã biết rằng con chim quý phải ở lâu xôn. Giọng hát của các em như những mũi tên đâm thẳng vào cái trái tim này của chị. Những cuộc giành giật không khoan nhượng. Và lần đầu tiên sự xuất hiện của nút phong tỏa sẽ làm các huấn luyện viên khốn đốn hơn bao giờ hết. Tôi nói không có được. Khi không nói được thì chiêu trò sẽ lên ngôi. Chương trình Tuyệt đỉnh song ca do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Hãy cùng bắt đầu chương trình với MC xinh đẹp Cả Như. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca mùa 3 năm 2018. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Tuyệt đỉnh song ca mùa 3 quay trở lại với khao khát là tìm được những cặp song ca đặc sắc, hấp dẫn. Và chúng tôi muốn tìm kiếm những cặp song ca mà lạ nhất để mà có thể mang đến cho quý vị khán giả một chương trình đặc sắc không kém phần hài hước và kịch tính. Và chắc chắn để đồng hành với chương trình là những bộ đôi huấn luyện viên đặc sắc. Họ hợp cả nhau như thế nào? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón những bộ đôi huấn luyện viên đặc biệt ngay hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Minh Tuyết, ca sĩ Quang Lê. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Dương Triệu Vũ. Nhạc sĩ Minh Vi và ca sĩ Cẩm Ly. Và trước khi đến với phần mà giao lưu với các cặp đôi huấn luyện viên thì Khả Như xin được thông qua cái thể lệ của vòng lộ diện ngày hôm nay là thí sinh sẽ được đứng ở phía sau tấm màn bí ẩn và cho đến khi các bộ đôi huấn luyện viên chọn cái cần gạt của mình gạt xuống thì thí sinh đó sẽ được xuất hiện sau khi tấm màn bí ẩn đã được tách ra. Nhưng mà trong cái trường hợp là hai bộ đôi huấn luyện viên hoặc cả ba huấn luyện viên đều chọn thì phải dùng biện pháp như thế nào? Họ sẽ dùng lời lẽ thuyết phục thí sinh đó về đội của mình. Quyền chọn lựa cuối cùng vẫn là của thí sinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi mà Khả Như đang rất háo hức được giao lưu với anh chị. Đó là ca sĩ Minh Tuyết và ca sĩ Quang Lê. Không biết là khi mà hai người cùng được ngồi chung một chương trình âm nhạc cảm xúc như thế nào ạ? Em mời anh. Hôm nay là cảm xúc tràn trề. Tràn trề. Coi như là cảm thấy là rất là háo hức. Bởi vì không giấu gì với quý vị khán giả, Quang Lê và Minh Tuyết là một đôi thân thiết, coi như đời bao nhiêu năm rồi? Chị nghĩ chắc 15 năm. 15 năm, cho nên chúng tôi đã hiểu ý nhau. Một ánh mắt sẽ hiểu, một nụ cười sẽ hiểu, một cái giơ tay cũng hiểu nhau chúng tôi muốn gì. Và cho nên khi chúng tôi muốn giành giật thí sinh, chúng tôi sẽ không nói bằng lời. Tại vì khi đang giành giật, nói thì đội khác sẽ nghe mình nói và sẽ hành động ngược lại mình. Cho nên mình chỉ nhìn nhau và hiểu ý nhau và thực hành, tuyệt đối không để cho địch biết mình. Yeah. Chết rồi anh Quang Lê. Nếu như mà chỉ nhìn nhau thôi thì thí sinh ở trên này làm sao mà hiểu? Nhìn xong rồi còn sẽ đưa ra những cái chiêu trò mà phải nói rằng đương nhiên bên kia cũng ghê gớm lắm, nhưng bên này cũng gớm ghê chứ bộ. Hồi lúc mà em chưa gặp anh Quang Lê đó, em nghĩ anh Quang Lê ảnh hiền lắm. Mà sau chương trình này, sau bài phát ngôn vừa rồi của anh, em cảm thấy anh Quang Lê quả là đáng gờm. Anh biết không, em cũng được may mắn ngồi được một chương trình nhí thôi. Và em với một người bạn rất thân của em ở bên ngoài, sau khi ngồi chương trình cũng nhìn bằng mắt không đó mà không hiểu nhau gì hết anh ơi. Bây giờ nghỉ chơi với nhau luôn rồi. Nhạc sĩ Minh Vi và chị Cẩm Ly, trời ơi, hợp nhau, ta nói là bạn bè hợp nhau, tri kỷ hợp nhau, bây giờ là hơn cả tri kỷ nữa là vợ chồng. Trời ơi, vợ chồng mà cùng ngồi với một chương trình như thế này thì cảm xúc của chị như thế nào chị Ly? Ghét quá à. Em biết chị Ly thương em lắm.
Sự quyết định luôn. Dạ. Thương sống thương. Trời ơi, một cô gái xinh đẹp gì nè. Đó, mọi người lắng tai nghe chị Tư khen tôi nè. Duyên dáng nữa nè. Đó, mọi người nghe nè. Hay, giỏi, diễn kịch, cái gì, tất cả hát, tất cả mọi thứ đều dạ, hay. Dạ, và đó là Khả Như. Thật ra chị thấy trong một cái chương trình mà thi thố thì lúc nào nó cũng có sự căng thẳng với áp lực. Thì phải có những MC như vậy nè, nó giải tỏa bớt, nó cân bằng lại tất cả mọi thứ. Mà năm nay á, với một cái format chương trình đưa ra là một cái điều rất là mới, đó là chương trình đã có thêm cho tất cả các huấn luyện viên, đó là một cái nút phong tỏa. Và cái nút này em cảm thấy rất là hay. Bởi vì khi mà ấn chọn cái nút phong tỏa đó thì các huấn luyện viên còn lại sẽ không được quyền nói. Nhưng mà nếu mà không được quyền nói thì em chắc chắn là không thua đâu. Tại vì á, họ cũng có thể dùng hình thể bằng phương pháp nào đó, họ sẽ show ra cho mọi người thấy, cho thí sinh ở đó, thuyết phục thí sinh đó. Và em hiện thân cô tiên xanh, em sẽ giúp mọi người đứng dịch lại. Do đó các huấn luyện viên hãy yêu thương em hơn. Thì nếu mà em thương á, thì em sẽ dịch đúng. Còn nếu mà em không thương mấy thì em sẽ dịch tầm bậy. Rồi cuối cùng là thí sinh không về đội đó, ráng chịu. Dạ. Và em thấy á, khi mà được cái nút phong tỏa đó, em cảm thấy mọi người rất là mừng. Bởi vì á, ở đây có một cặp đôi mà nói không lại. Em tin chắc là các anh chị sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi với cái bộ đôi mà hai người đàn ông này. Em nói thiệt, em sợ anh Dương Triệu Vũ khủng khiếp. Rồi hôm nay em thấy được anh Đàm Vĩnh Hưng ngồi kế anh Dương Triệu Vũ nữa. Em không biết là cái cảm xúc của hai anh như thế nào các ạ. Nhà mình thì không có gì hết ngoài điều kiện tin ha. Cho nên mình sẽ mời các thầy giỏi, các biên đạo xuất sắc, các nhà design nổi tiếng bậc nhất để mà lo cho các em thí sinh của mình. Ủa, thôi mình đừng có khoe nữa. Là hôm nay Vũ cảm thấy rất là vui, tại vì bên chị Tuyết với lại Quang Lê là Vũ đã biết gần 15 năm rồi. Rồi anh Hưng thì cũng 15 năm luôn. Và chị Cẩm Ly khi làm cái live show đã mời chị đóng chung với Vũ trong một cái bài rất là dễ thương. Cho nên hôm nay coi như là một cái show của gia đình gì đó. Cái cảm xúc của Vũ nó vừa vui vừa hồi hộp. Tại vì hồi hộp là tại vì mình phải chặt chém những người trong nhà thì nó cực lắm. Và mình cũng đau lòng nữa. Nhưng mà nói có chung đau là lòng không vậy Vũ? Nói chung cái format của cái chương trình này là phải chặt chém, không thể nào không chặt được. Trời đất ơi, cái người đàn ông hiền diệu mới đây đâu rồi anh Vũ? Anh bắt chước em đó. Không có, em lúc nào cũng dịu dàng hết. Thôi đừng sợ đi, em là vậy đó. Em vậy đó. Trời ơi, chưa nói tiếng nào luôn á. Thấy chưa? Trời ơi, giám khảo gì mà đang sợ vậy? Nãy giờ là cố gắng anh cho em sống thật với con người em thôi đó. Chết trời, khủng khiếp. Ở trên đây có ba người phụ nữ mặc đầm dạ hội. Em yêu cầu mọi người xem tụi em như hoa, như bông để mà có thể mà cưng và hứng như trứng như hoa giùm em à. Đúng không chị Minh Tuyết, chị Cẩm Ly? Rồi. Chị nghĩ là mình là phụ nữ thì mình nên tém lại. Ủa hình như chị không bên em luôn, chị đang chặt em đó, chị già quá. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị khán giả cũng như là các huấn luyện viên chúng ta chờ đợi lâu nữa, hãy cùng gặp gỡ cặp đôi đầu tiên, thí sinh đầu tiên. Chờ tình yêu sao đã phôi pha, phút thôi tiếng đôi cánh sao lướt đi. Đừng sầu nhé anh hãy, kỷ niệm là cơn mơ buốt đầu. Từng dòng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao. Từng giọt nắng chơi hững hờ gọi nhau trên lối đi xưa, nhớ nhé em giây phút mặn nồng. Tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng.
rồi cho ta dâng lên ngang cát. Tình tựa bão tố dù có ta đua, mong đẹp xinh xứ trong tim. Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai màu. Cho nhau câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu. Tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dâng lên nắng cát. Tình tựa bão tố dù có ta nua, mộng đẹp xinh xứ trong tim. Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có. Rồi cho ta dâng lên ngang cát. Tình thương bao tố dù có ta đua, mộng đẹp xinh xứ trong tim. Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai mờ. Cặp huấn luyện viên đều chọn hai bạn và nút phong tỏa cũng đã xuất hiện rồi. Mình chia sẻ về thông tin cũng như là tên của mình để cho tất cả mọi người biết nè. Em xin tự giới thiệu, em là Hà My và em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Dạ, còn em là Duy Đạt, em đến từ thành phố Huế ạ. Em làm cho cảm xúc chị quá dâng trào bởi vì chị rất là thích cái dòng nhạc này. Vô cùng thích và chị cũng đã từng hát bài hát này rồi. Và chị cũng đã từng được mệnh danh là nữ hoàng của nhạc ngoại dịch lời Việt. Khi mà tụi em hát lại á, làm cho cảm xúc chị nó quá dâng cao. Nhất là khi mà mình hát tình á, ballad á, cái quan trọng nhất là cái gì? Cái hồn, cái tình, cái sự hòa quyện giữa nam và nữ. Và hai em làm chị nhớ anh Bằng Kiều quá. Quá nhớ luôn, bởi vì hai em đã làm cảm xúc chị quá dâng trào, quá dâng trào. Và nói thiệt, chưa có bao giờ mà cái sự mong muốn của chị cao bằng như bây trong giây phút này, muốn hai em về đội của chị với anh Quang Lê. Dạ, em cảm ơn chị, anh chị rất là nhiều ạ. Anh Đàm Vinh Hưng với anh Dương Triệu Vũ có dấu hiệu là để đó im lặng nín luôn. Anh Đàm Vinh Hưng, anh đang muốn làm điều gì đây? Anh cởi đồ. Anh rất rất cần em. Lần đầu tiên tài chiêu. Kinh khủng. Trong lúc người ta hát, người ta suy nghĩ tư duy để có những lời lẽ thuyết phục thí sinh, thì hai người đàn ông đó rị mọ ngồi dán cho nhau những chiêu, những trò họ nghĩ. Khủng khiếp. Anh Minh Vi, anh có gì không? Em chia sẻ phụ anh. Chị Cẩm Ly. Cái chị gì? Tư.
Thấy chưa, trời, cái nút phong tỏ này chi tôi khổ quá nè. Gây 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 gây. Chị Ly rất thích bài này. Còn chị Minh Tuyết ngồi với Quang Lê mà nhớ Bằng Kiều, vậy mà Quang Lê nhịn. Chị nhớ Bằng Kiều là bởi vì sao? Hai em á, hát á, từ cách hát, cách diễn xuất, cái tình nó rất là hòa quyện. Giữa hai em có cái sự trùng lập chung với chị thấy được cái điều đó. Chứ không phải là chị ghét thằng Quang Lê, đúng không? Nhưng mà at least chị còn hát được với Quang Lê. Chúng ta có thể thấy một anh lao công đang quét dọn. Trên vai anh ấy có chữ anh rất rất cần em. Anh cần em hả anh Hưng? Thật sự là chị rất là thích tụi em, vô cùng thích. Minh Tuyết đã có rất là nhiều tác phẩm song ca, anh sẽ gọi là huyền thoại với anh Bằng Kiều. Thì hai em về với đội này là em về đúng cái nơi mà sẽ có những bài gọi là đi vào huyền thoại để phù hợp cho tuyệt đỉnh song ca. Và ngay sau đây chúng tôi cũng có một cặp đôi. Dạ, chị cảm nhận. Nhưng mà chị nó nghe nè, sao chị nghi nghi, mới thấy cái bé trai này quen quen, dường như là thí sinh cũ chị Ly phải không? Trời đất ơi. Không phải, không phải, chị Ly nói không phải, chị Tuyết đừng đoán nữa, không, không phải. Dạ, em chưa có thi cuộc thi nào ạ. Ồ, em nói tiếng Huế luôn hả? Em, dạ, ôi, trời em, ơi. Em nói Huế kìa. Huế kìa. Thi biệt là Huế là về đây là hợp rồi. Rồi có Huế không chịu lên cái này để tao nói mệt quá. Bây giờ đấy nè. Thành Huế chúng mình thương, ngự bình thông gieo sao chiều ngọ môn. Thành Huế mộng mơ đẹp những câu thơ, chiến trường anh đi hậu phương em đợi. Đêm công viên chúng mình hẹn ước, để về bên nhau nhớ về Thành Huế. Thành Huế mộng mơ. Đó. Ai la vậy? Nhớ nha, hai em đừng bị phân tâm, chọn cho đúng. Em có thấy không, em nhìn xuống đây nè, em thấy nè, ba cái đèn, hai cái đèn xanh mà quyết định là phong tỏa một đời người trong cuộc chơi này. Chỉ một lần hai phong tỏa thôi, cho nên em phải chọn cho đúng. Tháo ra anh, tháo ra hả? Đây đây đây, đưa cho em luôn. Anh em cũng cần đủ. Vậy chúng ta bước lên luôn cho nó đủ bộ đi nào. Ủa đi. Ê, đâu vậy anh Thương? Dành nữa rồi. Thôi ơi, ơi, xuống đây chưa em. Ê. Gia đình mình ơi, gia đình mình ơi, nè nè. Đứng đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây đứng nè. Bên kia làm lố rồi đó. À, bên đây. À, cắt. Cái gì vậy? Cái gì? Thôi mà, làm sao Bằng Hưng được mà. Tính lột vàng cho thí sinh luôn khủng khiếp chưa nhạc sĩ Minh Vy. Anh chẳng nói gì, anh chẳng cần dán giấy sau lưng, anh định lấy nhẫn của vợ anh cho người ta. Bây giờ thôi mình dẫn trò về chứ sao đúng giờ. Đúng rồi, dẫn về luôn. Gia đình mình ơi, để thí sinh chọn lựa này. Nói chung là bây giờ hai em muốn chọn ai cũng được, nhưng mà chị rất là thích hai em. Chị chỉ nói vậy thôi. Về với Minh Tuyết không bao giờ hối tiếc. Xác nhận luôn. Một lần cuối nữa. Thôi nè. Được rồi. Xin được cảm ơn những lời góp ý, những lời nhận xét và những tình cảm của thôi em nói như đó là chị hiểu rồi cưng. Của các huấn luyện viên đã dành cho em và bạn Đạt. Và có lẽ rằng là em cũng sẽ không để các huấn luyện viên và khán giả chờ lâu hơn nữa. Chúng em sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình bằng một ca khúc ạ. Và chúng em sẽ tiến tới cái người, cái đội mà chúng em lựa chọn ạ. Em xin được phép múa mình quả. Em cảm ơn. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em hằng mơ, vẫn mơ rằng
trọn đời này yêu anh mãi. Dù có những tiếc nuối đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, thì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời, chỉ cần anh biết. Minh Tuyết chị khóc luôn rồi. Minh Tuyết khóc rồi. Tại vì em luôn hằng yêu Tuyết. Các em thí sinh còn lại ơi, các thí sinh hát hay ơi, các thí sinh hát hay mà chưa thi ơi, nhớ không? Coi đi nha, dòm đi, về với tụi anh. Vì sao anh
mong rằng cho anh đầy mơ dòng anh thương trọn đời anh thương cay hương muối mặn xinh đẹp. Và ngay bây giờ giới thiệu về bản thân mình. Em là Trần Thị Mai Huê, em đến từ Hà Nội. Em xin gửi lời chào đến tất cả các huấn luyện viên. Em tên là Thu Uyên, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Quảng Trị. Trời ơi, wow. Mai Huê đó là dòng Bắc thì em hát cái dòng nhạc này là mặc nhiên rồi. Nhưng mà Thu Uyên, em khá là làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Wow. Anh Hưng thì khá là thích cái màu giọng này. Nếu các bạn về với đội anh Hưng thì chắc chắn là cũng sẽ bị sa thải một cách buồn tẻ. Chưa dễ mà Lê phải hiểu một điều á. Sa thải không sa thải là tùy người ta có đủ chất lượng hay là không. Tuy nhiên mà không có ai xài từ sa thải cho học trò của mình bao giờ. Đúng rồi. Không bao giờ. Yeah. Thì là không phải là sa thải, nhưng mà ý của Lê nói là theo cái cuộc chơi. Tậu là cái gì? Là nhà cửa xe sao mà tậu. Và thì theo là... cái cảm nhận của Vũ và Hưng là hai bạn không những chỉ hát cái màu sắc này đâu, còn có rất nhiều màu sắc khác tiềm ẩn trong này nữa. Khoan cho em, cho vợ chồng em cúp vui xíu, ngồi buồn quá. Cho xin cái son thăng thứ nhờ. Con đường xưa em đi vang lên mái tâm thế ngon tận tay tê ắt làm thơ vui khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi nhìn gió lên khơi lòng cô trông vời một người xa cuối trời. Phải hát nối theo cho biết đây là một cặp rồi. Có nghĩa là em hát cái bài đó mà em có với anh là coi như là tuyệt vời lắm. Chị hỏi là hai em thích hát bolero vừa rồi hay là hát cái dòng kia, dòng Bắc Bộ? Thực ra thì là em thích cái nào nhất? Đến với cuộc thi này là em muốn được thử sức với bolero ạ. À, vậy đa dạng, trẻ có kiểu gì em muốn ca bolero. Chị tự tin là Quang Lê là một trong những nam ca sĩ hát bolero nổi tiếng, thuần túy nhất, bolero nhất. Và nếu mà nói về cách xử lý thì chị nói thật, sự ngọt ngào, cái sự luyến lấy của Quang Lê thì phải nói là không biết người khác nghĩ sao, đối với chị thần tượng Quang Lê ở cái điều đó rất là nhiều. Mỗi cái cách hát bolero bây giờ nó thay đổi nhiều cách hát lắm. Hát bolero kiểu trẻ bây giờ cũng có, kiểu phát cách cũng có, thuần tí bolero cũng có. Cái nào cũng có cái hay của nó hết á. Nhưng mà theo cái cách các em hát hồi nãy thì rõ ràng là thuần túy bolero. Rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển, thuần túy bolero. Theo như Quang Lê nói với chị là như vậy. Vì chị không có dám nói đánh giá bolero nhiều. Nhưng mà nếu các em thực sự muốn phát triển dòng bolero thuần túy này thì chị nghĩ Quang Lê sẽ là người giúp cho các em rất nhiều. Một người bạn sau khi mà hát với Quang Lê 7 năm thì cô đã trở thành gọi là một ngôi sao bolero. Mặc dù cô không phải là chuyên về bolero. Lệ Quyên lên sân khấu, Lệ Quyên nói là từ ngày gần Quang Lê, hát với Quang Lê, Lệ Quyên trở nên mềm mại hơn, ngọt ngào hơn. Và chính Lệ Quyên là người thú nhận với Quang Lê điều này. Cho nên hai em hãy tự tin về với tôi nhé. Bữa nào gửi cái đường link nó coi thử nha Lê. Thứ hai là gì nè, y chang vậy luôn, y chang câu đó luôn. Nó cũng nói với tôi y như vậy. Nếu nói một cách công tâm nhé.
Quang Lê hát bolero theo âm hưởng Huế. Có những người hát bolero theo phong cách miền Nam, miền Tây, có phong cách bolero miền Bắc. Và em để ý trong 5 đến 7 năm vừa qua, ai đang là ngôi sao và đang được lấy được đám đông? Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên là những kẻ giang hồ nhất của bolero lại có được đám đông. Thì mời em lựa chọn vậy thôi. Vũ nghĩ nãy giờ mọi người bị đào sâu quá về cái vụ bolero này rồi. Thực chất á, hai cô gái này không có phải chuyên về bolero không. Đã ở trong một cuộc thi, mình phải cho mọi người thấy mình rất là nhiều màu sắc, đúng không? Mà màu sắc nào mình cũng phải làm thật tốt. Thật sự những gì mà Vũ làm được thì bên chị vẫn làm được. Ví dụ bên em, hai em vẫn muốn tiếp tục bolero, chị vẫn để các em bolero. Chị chỉ định nói một câu duy nhất là giọng hát của các em như những mũi tên sắc và bén đâm thẳng vào cái trái tim này của chị. Nó tuyệt vời lắm. Và chị, nếu như chị chỉ nói một câu, nếu các em không chọn chị với Lê, chị không buồn các em. Nhưng mà cái mũi tên nó lại đâm sâu thêm một phát. Mà cái này là đâm thiệt. Thôi chị bây giờ nói, chị đã dùng tới mạng sống rồi thì anh với anh Hưng chắc không dám nói gì nữa rồi đó. Mà theo Như á, nên chọn đội của chị Tuyết với anh Lê. Tại vì đội của anh Hưng với anh Vũ á, Như không thích vậy thôi à. Tại vì á, Như là một tấm gương sáng nè. Về đi là bị dùi dập giống như Như vậy á, Như khổ lắm. Nói chơi vậy thôi, nhưng hai bạn có quyền lựa chọn của hai bạn. Nào bây giờ hãy chọn lựa đội của mình đi nào. Lần đầu tiên thì em xin được cảm ơn các anh chị đã chọn cho hai chị em. Và em muốn chia sẻ một chút là các anh chị huấn luyện viên ở đây là ai cũng là thần tượng của em và chị Huê. Nhưng mà em quyết định là chọn về đội Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên là những kẻ giang hồ nhất của bolero lại có được đám đông. Thì mời em lựa chọn vậy thôi. Giọng hát của các em như những mũi tên sắc và bén đâm thẳng vào cái trái tim này của chị. Anh Quang Lê và chị Minh Tuyết ạ. Chúc mừng gặp đôi em đi. Minh Tuyết và Lê Quang Lê. Ngõ hồn tân tái thế. Trái tim của chị. Xin chào tất cả mọi người, Thiều Trắng đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Như năm 2017 thì Thiều Trắng đã bắt cặp với em gái của mình. Và năm nay thì có một sự đặc biệt hơn, đó là Thiều Trắng được bắt cặp với chị gái Mưa. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhã Trang đến từ thành phố Nha Trang. Và hiện tại mình đã là diễn viên của nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng. Năm nay là năm đầu tiên mình tham gia Tuyệt đỉnh song ca 2018. Trang cảm thấy rất là vui bởi vì Trang và Trấn hợp nhau về giọng hát. Đối với Trấn á, thì Trấn chỉ đi biểu diễn ở trong thành phố là chủ yếu, ở các sân khấu lớn nhỏ rồi phòng trà. Nhưng mà riêng với chị Trang á, thì có những điểm đặc biệt, đó là chị đi công tác chung với đoàn ở những nơi rất là xa xôi như là ở biển đảo. Và Trấn cảm thấy rất là ngưỡng mộ chị Trang. Chấm biết không, vừa rồi chị có một chuyến công tác hết sức là ý nghĩa. Đó là được đi 10 ngày đến thăm đảo Trường Sa, thăm các chiến sĩ cũng như là thăm các hộ dân sinh sống ở trên đảo. Và đó là một cái chuyến đi đầy ý nghĩa mà chị mong là sau này nếu có dịp thì sẽ đi lại một lần nữa để về kể cho tất cả mọi người được nghe. Nghe chị kể về những chuyến công tác của chị á, thì em thấy cảm thấy rất là muốn được một lần để ra ngoài đó để hát phục vụ cho những anh chiến sĩ ngoài đó. Nhưng mà trước hết thì chúng ta phải cố gắng thể hiện thật tốt cái bài thi của mình. Và em mong là sắp tới là sẽ được cùng chị đi ra đảo để thăm các anh chiến sĩ. Đồng ý. Yeah. Chẳng hiểu cho em trong những đêm sâu bờ. Giờ trách nhau đâu phải để bắt đền,
nhưng tại vì anh buồn. Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một, chung một niềm sâu từ lúc tuổi 20. Trong lúc vòng tay anh chưa tròn ân ái, nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn phương. Thương nhau rồi em thương sợ khi xa, em mất đi người yêu. Lòng ước mơ hoa pháo nô đo đường, nhưng mộng lòng không tròn. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cảnh dù trong gang, em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau. Con xin nâng chén cho con lấy được người con yêu suốt đời. Người yêu con thương con thật nhiều như trâu yêu mến cao. Em ơi hay chăng anh đang khóc thầm vì đôi ta lỡ. Trên vùng ăn năn xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em. Em cam chịu chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đau. Phần số anh thường để như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cảnh dù trong gang, em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì ta bối rối nên tâm sự đêm. Rồi chúng ta hãy giới thiệu sơ lược về mình đi nè. Dạ em xin tự giới thiệu. Em tên là Thiệu Trấn, năm nay em 24 tuổi. Dạ, công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do ạ. Rồi, mời bạn nữ. Em là Nhã Trang và hiện tại là em đang là diễn viên của đoàn ca múa nhạc nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng. Anh biết tâm lý đi thi đó, cũng trong á mình hát lên, trời ơi bấm giùm em đi, bấm giùm em đi, đúng không? Trong một người bấm mình thôi, mở ra một cái thấy ô anh Đàm Vĩnh Hưng vừa vừa bấm rồi, sướng quá, mình phải nhớ ơn hai người này liền. Nhớ ơn hai liền, sau cái mấy người kia cái thấy và bấm theo để kể chuyện cho nghe đó. Bấm theo cũng thích mình đó, rõ ràng thích đó. Ủa Hưng, cái mùa trước là ai thắng vậy ta? Từ đỉnh sông ca dĩ nhiên là mình rồi, dĩ nhiên là mình rồi. Ủa cái mùa trước nữa ai thắng? Hai đứa mình. Ủa gì hả? Chưa nói sao đâu, phần khoe của cũng đã xong rồi. Chưa, à chưa. Còn nữa hả? Còn chưa xong mà. Dạ. Mỗi một lần mà xài cái lúc đỏ này đó em biết không? Em nhìn cái màu đỏ đó đi, nó như máu trong tim mình nó ráng dạ, rút xuống đó. Đó đổ đây nè. Để lót chân tụi em. Mà áo của mấy anh cũng là màu đỏ này em thấy không? Đó. Anh Quang Lê dễ thương quá à. Anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Dương Triệu Vũ, hai người nói xong chưa? Dĩ nhiên là chưa. Cộng thêm một yếu tố nữa,
ôi Đà Nẵng quê của ai vậy ta? À bây giờ mình nói chuyện với nhau bằng giọng Đà Nẵng nữa nè, đồng quê đồng hương ấy. Cái người mà đem lại cho mình mà cái niềm hy vọng mà trong lúc mà tăm tối ánh sáng gần giờ chót rồi, sẵn sàng hy sinh một cái quyền sống chết để mà trao cho con hơ em một cái quyền màu đỏ này, là biết là thương dữ lắm luôn. Mi mà về đội khác tôi giết chết. Trời đất ơi, cứ về với anh là quyết định sáng suốt nhất. Hai bạn ơi, anh Quang Lê có đôi lời nhắn nhủ, đó là màu đỏ là màu phản bội màu. Ôi trời ơi, biết thì nói, biết thì thôi im. Màu xanh, màu vàng mới là phản màu bội. Màu xanh là màu chung thủy. Đây, màu một xanh tím là màu chung thủy. Trời ơi, trời ơi. Và trong thời gian mà người ta nói là biết thì thưa thì thôi, không biết thì thôi, dựa bà Tuyết mà nghe. Đúng rồi. Cái gì nè, đập đập dùng dập dùng cho nè. Thiện chấm ơi, Nha Trang ơi, đội anh rất rất cần hai em. Trời ơi, trời ơi, xưa mà nó ăn cắp copy lỗ liễu. Hồi nãy tụi em có coi cái tiếng mục kia không? Có đúng không? Thấy một tiếng mục anh đeo thì giấy anh dán sau lưng á, anh dán chữ gì bây giờ copy y chang vậy luôn á. Hai em về đội với anh sẽ phát huy cho hai em vừa bolero nhạc trẻ, sau cuộc thi này live show hát trên quê hương rất cần hai em. Còn anh Minh Vy, anh có đôi lời chia sẻ. Em ơi Lê Lê, nếu như em được xem lại cái khúc này, em sẽ thấy được cái sự gượng gạo của em Chấn, nó muốn gồng lại vậy nè. Tại vì em mập quá, em khỏe quá, em lôi ra đi. Em ơi, tại sao mình lại đi có thể phí cái thời gian của mình đi giao lưu những người gì có mấy cái tượng á, mới nói gì đâu đâu, mấy cái đây là mấy cái tượng thôi, đừng nói gì hết trơn á. Đi lên đây nè, nhìn đó, xuống rồi. Nhà sáng xuống quyết định chỗ nơi đó. Mấy em thuộc đó. Về là sân khấu chứ không phải ở dưới chỗ này. Em không nên tin những gì đội đã nói, tất cả những điều mà bạn Đàm và bạn Dương Triều Vũ nói đã sử dụng rất nhiều lần tại tất cả những chương trình khác. Ủa là gì vậy, chương trình gì vậy, kêu chương trình nào hả? Ủa chương trình nào vậy, nói phải có sách, mách phải có chứng đúng không? Mà hình như chương trình nào mình cũng thắng hết đó Hưng. Khi ở trên sân khấu có nhiều một ngàn chuyện vạn biến nó xảy ra, và những cái cơ duyên nó xảy ra với mình, mình phải biết nắm bắt cái cơ duyên đó. Đây mở cánh cửa u tối kia ra cho tụi em, đúng không? Ở đây tụi lùi rất là đáng sợ, cho tụi lo quá, ai bấm cái túi, ai bấm túi. Mở ra cái đàm nhân bấm liền. Trời ơi, phải không nhớ không? Cái gia đình dễ mình sợ. Mình làm kỳ lắm luôn. Người ta nói là lựa chọn do trời mà phước họa do ta. Hiểu không? Nên bây giờ, đó anh Quang Lê muốn nói là hãy tin anh, hãy tin anh, về anh là số 1. Đó, hãy tin Lê, về Lê là số 1, hãy tin Tiết, Tiết là số 1 đó. Dạ, bây giờ hai bạn hãy quyết định đi, Như cũng mệt lắm rồi. Vậy quyết định của em và Trang đó sẽ là về đội của... Đó. Chọn đi bạn, chọn đi. Dạ, em xin đưa ra sự lựa chọn của mình luôn ạ. Lên luôn. Em quyết định về đội của... chị Cẩm Ly và anh Minh Vy ạ. Người ít nói mà hưởng lợi. Hưởng lợi. Em làm chị giật mình em ơi. Thiệt thì chị bất ngờ. Tại vì bình thường á, biết là cãi không lại, đã vậy còn bị nút phong tỏa, không bao giờ có, không bao giờ viết giấy hết trơn. Không á, nói mà hưởng lợi hồn, thiệt. Hay bất ngờ. Món mình đừng nói nữa. Anh trời đi. Ơi ông... okay. Đây là đâu? Còn tôi là ai? Em không hiểu chị đang xảy ra. Mình là Lê Hải Yến, còn được gọi là Yến Tattoo, và người bạn đồng hành với mình trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca là Phạm Mỹ Linh. Thực ra thì bọn mình đã quen nhau từ trước rồi và thấy là hai đứa tính cách cũng rất là hợp nhau và giọng hát khá là có nhiều nét tương đồng, nên đã quyết định đăng ký cùng tham gia chương trình này. Bọn mình có chung sở thích là âm nhạc này, mua sắm. Nói về bài hát dự thi của bọn mình, đó là ca khúc Bùa Yêu kết hợp với Mashup 4 chữ lắm. Thì ca khúc này bọn mình thực hiện chỉ trong 15 phút thôi. Và nó hợp với chất giọng của hai đứa nữa. Cộng với nó có một chút ma mị gì đấy cũng quyến rũ, hấp dẫn. Thật ra thì ở ngoài đời Lân với Yến ngày nào cũng đi rải bùa. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa ai bị dính bùa.
Nên là mong thông qua chương trình sau cái khúc Bùa Yêu này thì sẽ có một cơ số anh dính bùa bọn mình. Để đạt mục tiêu của hai đứa thì trước tiên hai đứa sẽ phải rải bùa được 6 vị huấn luyện viên. 6 vị huấn luyện viên. Làm sao để 6 vị huấn luyện viên bị trúng bùa, sau đó sẽ bấm chọn và để Yến và Linh có thể tiếp tục được vào những vòng trong để có thể đạt được cái âm mưu mà bọn mình đã bày ra. Thì rất mong là khán giả và 6 vị huấn luyện viên sẽ cùng bị dính bùa. Đúng. Là đâu sao chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về, tình là có không khi nào tay cầm tay, thương là thương sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao, người có đi xa tận phương trời. Hẹn hôm nay với em đi về không ai khi sao không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi, yêu luôn đi, tình không em đang thật lòng. Còn trong trái tim thôi ngủ y đi đêm anh trôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì, nếu anh có yêu nói đi ngại gì, ai buồn em buồn vì anh. Lâu lắm một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Sang nói lời chào, nắng trong mưa tìm nhau, chờ một ngày yêu thương lần lâu, nói cho nhau một câu để yêu thương như trời. Không yêu ai yêu nói một lời, bên nhau ai thôi chỉ một lời. Wow, hai cô gái xinh đẹp nóng bỏng, cứ mà mở cửa ra mà thấy hai cô gái màu đỏ là thôi hừng hực chương trình ngay. Và ngay lập tức, chị ơi, em thấy được một cái sự mà rất phù hợp với đội của chị và chị bấm chọn là em cảm thấy quá hợp lý luôn á. Chị Minh Tuyết. Em xuống gần để nhìn có phải em nhận. Quay. Em là Yến ở trong cái show gì đó mà chị quên tên rồi. Cái gì không cái được gì? Rồi bây giờ em sẽ cho thí sinh tự giới thiệu về thông tin của mình. Ừ, thôi em nói trước đi. Thôi chị nhận ra Yến rồi, chị nhận ra Yến rồi. Em lời đầu tiên cho phép em xin được chào 6 vị huấn luyện viên cũng như là toàn thể quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Tên em là Lê Hải Yến, năm nay em 23 tuổi và đây là chị Phạm Mỹ Linh ạ, hơn em 1 tuổi ạ. Nghề nghiệp bọn em hiện tại là đang đi bán bùa dạo ạ. Đi bán gì? Trời đất ơi! Bùa dạo. Bán bùa dạo? Bùa dạo. Mà bùa gì? Cụ thể là bùa gì? Bùa yêu ạ. Chết rồi, lát cho Dư một miếng nè. Em cũng muốn có bùa yêu. Nãy á, bạn hát bùa yêu mà ở ngoài này có một cái người giám khảo mà Như nghĩ là đỉnh đạt lắm, mà ảnh múa kiểu gì lạ lắm.
Em nói anh đó, anh Dương Triệu Vũ, anh nhìn em. Ủa anh không biết là anh nhảy gì luôn á. Ừ, hồi nãy anh vậy đó. Anh em mình nhảy đi. Thấy chưa, từ xa mà vẫn có năng lượng. Cái bài Bùa Yêu của người ta rất là nhẹ nhàng. Như nhớ là nó rất là nhẹ nhàng, mà ở trong hai bạn chắc cũng nhún nhảy rất là nhẹ nhàng. Ở ngoài này huấn luyện viên nháo nhào luôn. Nháo nhào. Không, và thật sự thì chị Minh Tuyết, hai em đều đồng điệu và anh rất thích. Chào đón hai em đến với đội anh và Minh Tuyết. Anh cảm ơn ạ. Chị Minh Tuyết, khi mà Yến nói chuyện thì chị mới nhận ra được em. Chị rất là thích Yến. Cái chất giọng của Yến rất là trầm và ấm. Khi mà chị nghe Yến hát, nhất là chị thích Yến hát cái bài mà hai tay anh em dòng cánh tay ti da 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 nỗi buồn. Ủa, sao cái gì vậy? Sao có sự quen biết nào vậy? Không, chị không quen biết, mà chị có coi trên một cái chương trình game show và chị rất là thích cái cặp của Yến. Chị vô cùng thích, rất là đẹp đôi, rất là xứng đôi, và chị rất là thích cái giọng của Yến, rất là có tình cảm. Nhất là chị thì cái quãng trầm của chị á, thì chị không có nhiều bằng cái quãng cao. Nhưng mà cho nên ai mà hát quãng trầm mà đẹp, mà Yến hát rất là thấp xuống trầm rất là đẹp. Hồi nãy khi mà Lê nói với chị là chị phải bấm cô này cho em, bởi vì Lê chỉ biết cô bên đây thôi, còn cô bên đây Linh thì Lê không biết. Cho nên chị nói ok, để chị nghe tiếp cái đã, để coi hai bạn có hòa quyện hay không. Thì chị rất là thích cái cách hát trẻ, rất là tây của tụi em. Và cái sự hòa quyện của tụi em nữa, nhất là bè phối với nhau. Rồi cộng thêm một cái điều rằng là khi mà cái màn ảnh LED mở ra thì chị lại nhìn được cái cô bé đứng kế bên có một cái phong cách rất là Rihanna, rất là Dương Triệu Vũ chạy qua nói với chị liền, chị ơi giống Rihanna quá chị ơi, giống Rihanna quá chị ơi. Rất là cá tính. Dạ, rất là cá tính. Xinh lắm em. Nãy giám khảo Minh Tuyết có chia sẻ là ở những quãng trầm bạn Hải Yến hát rất là hay. Không biết là bây giờ bạn Hải Yến có thể hát cho quý vị khán giả ở đây cũng như là các huấn luyện viên còn lại nghe để mà có thể thấy nuối tiếc vì đã không bấm chọn mình không ạ? Yêu là đâu, thương là đâu sao, chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào, tay cầm tay, thương là thương sao, chờ mong ngày mai, ai biết ra sao, người có đi xa tận phương trời. Một người rất là trầm, một người rất là máu lửa, hai người cộng lại là sẽ một là điểm 10. Cho nên chị nghĩ rằng là đây là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của chị. Cảm ơn hai em. Ơn, xin được chúc mừng cặp đôi Phương Linh và Hải Yến. Chúng ta hãy cùng về đội của chị ca sĩ Minh Tuyết và ca sĩ Quang Lê đi nào. Mây nương ơi gặp gỡ mà chi rồi chia ly vĩnh viễn. Ta không mơ cũng son cũng chẳng yêu người ngọc, nhưng tay trời cao xé duyên lộn môi để ngàn năm ta ôm khôi. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu, khúc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đau mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ấm ái giữa đôi ta,
giữa đôi ta đã bao cách biệt trùng trùng. Người thì mong một trời mây bay, người thì còn mãi trắng đôi tay. Nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh đã biết rằng con chim quý phải ở lâu sớm. Anh không trách là em bội bạc. Mà em ơi, anh chỉ trách em, trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi, uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dòng đường. Chim quý phải ở lâu sớm, anh không trách là em bội bạc. Mà em ơi, anh chỉ trách em, trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau cuối, uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy dân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dòng đường. Xem anh như một gã nhỏ dòng đường. Rất ngọt ngào về tình cảm. Hai bạn hát ngọt ngào lắm, cả Như ngồi dưới mà mình cứ bùi ngùi. Mình giới thiệu đôi nét về mình đi nhé. Dạ vâng, em là Lê Văn Chí, đến từ Bạc Liêu ạ. Vâng, em tên là Huỳnh Văn Nghị, em cũng đến từ Bạc Liêu. Hiện tại là công việc của em thì cũng đi hát những đám tiệc nhỏ nhỏ thôi, ở dưới quê thôi. Dạ, khổ lắm, muốn nói nhiều lắm. Ừ, đau khổ lắm nhưng mà không nói được tại vì bị phong tỏa. Nhạc sĩ Minh Vy cũng như là ca sĩ Cẩm Ly đã phong tỏa các đội còn lại rồi. Chị Minh Tuyết với anh Quang Lê. Rồi đúng rồi, bị phong tỏa rồi, ức lắm không nói được tiếng nào, đợi đi. À, anh diễn tả, em nhìn bằng mắt, em phải tự dịch. Dạ, em nhìn hai người đó im luôn. Dạ. Anh ơi, thật ra cái chương trình là không có cho tiếp cận với thí sinh, anh chỉ phải thông qua MC. Nên anh viết đi rồi em đọc. Nhưng mà nãy giờ anh có làm gì phật ý em không ta? Không, không, không. Ai? Nín đi, nín đi. Ừ rồi. Dạ, trong thời gian chờ đợi anh Quang Lê, mình về chỗ mình viết một bài văn xong rồi Khả Như đọc cho anh nha. Dạ. Anh Minh Vy với chị Cẩm Ly, mình thôi im lặng đi nào, mình nói okay. Đi nào. Dạ, rồi bây giờ gia đình mình chia sẻ đi nè. Nghị và Trí, anh hiểu được cái áp lực của hai bạn. Thực sự hôm nay anh nghe tụi em còn có thể hát hay hơn được nữa. Nhưng tụi em có rung đúng không? Dạ vâng ạ. Bên này là Trí hả? Cái chất giọng của em á, anh nghĩ là
mạnh về dân ca và cải lương. Dạ đúng ạ. Nghị, em có hát được nhạc trẻ không? Dạ em cũng hát được. Hai đội kia im lặng thì mình trình diễn chút xíu nhạc trẻ cho hai đội kia nó sôi nổi hơn. Em xin hát bài Trăm Năm Không Quên ạ. Người ơi có nghe không, lòng anh có riêng em thôi. Dù anh ra đi để cô quên, lòng vẫn mãi sau không thể quên. Người ơi có nghe không, lòng anh vẫn trong mong. Dù là trăm năm sau khi xa đời, anh vẫn không quên. Em hát thử câu cái lương anh nghe đi. Trí. Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu âu thước trên dải ngân hà, chức nữ hội ngộ ngữ lang sau một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng khóc hận vì ai gây cảnh đắng cay. Để giờ anh sống kiếp đơn côi biết về đâu, khi đường tương lai mịt mà tâm tối, mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Cái giọng của Trí á, cái nội lực hơi của em có rất là dài, rất là đầy. Nhưng em chọn cái style, cái phong cách là hát nhẹ nhàng, nhẹ nhàng là len lỏi vào cái tinh thần của người nghe. Nhưng mà còn Nghị á, em bị một cái, em có nội tâm nhưng cái cách tống hơi của em mạnh quá, nên người ta cái câu đầu tiên em bắt vào chưa kịp, cái tình cảm chưa kịp tới người nghe thì cái cuồng phong em đẩy tới á, thì người ta phải phân vân, à chúng tôi nên đón nhận hay là chúng tôi nên từ từ đón nhận. Đó là anh góp ý rất chân thành cho hai bạn. Và anh biết bên kia cũng đang viết rất nhiều và đang cần người phiên dịch. Dạ có chứ, có người phiên dịch mà anh. Nào, hai cặp đôi còn lại mình hãy thể hiện đi nào. Kìa, anh Hưng xong rồi kìa. Điều đầu tiên anh Hưng xin được khẳng định, vì anh Hưng rất tôn trọng chương trình nên mới câm lặng như bây giờ. Thật sự, anh Hưng và anh Vũ quá cảm động. Và sự lựa chọn của anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Dương Triều Vũ như là một lời khen và một lời ủng hộ dành cho hai em thêm động lực. Một cái lời khen thay cho một lời khen, đó là một lời động viên dành cho hai bạn. Dạ, cảm ơn em. Ủa hết rồi anh, chỉ vậy thôi hả? Anh Vũ. À bên này. Dạ bài văn chưa xong ạ. À. Dạ. Trong thời gian chờ đợi, anh còn muốn nói gì thêm không ạ? À cái đầm em đẹp. Anh ơi anh kỳ, tóc em cao. Ờ vô lý quá anh ơi, nó không có liên quan tới tiết mục. Dạ. Trời ơi chết tôi rồi. Vâng. Sau sự chia sẻ của anh Minh Vi và chị Cẩm Ly, anh đã nhận ra được một điều không ai khác. Gia đình mình ơi, mình viết là trên dưới đồ em dịch không kịp ạ. À. Dạ. Chị nhiều cảm xúc quá, chị rối loạn ngôn ngữ đúng không? À, rồi bây giờ nè. Sau khi phần chia sẻ của anh Minh Vi và chị Cẩm Ly, anh đã nhận ra được một điều không ai khác hiểu hai em và có thể làm những điều tốt nhất cho hai em, đó là anh Vi và chị Cẩm Ly. Vâng, xin cảm ơn chị Minh Tuyết và anh Vân Lê. Trong lúc này cái người ác nhất chắc chắn là cặp đôi anh Minh Vi và chị Cẩm Ly. Nỡ lòng nào người ta cảm xúc dâng trào mà nén lại. Tại sao? Dạ. Khẩu nghiệp. Trời ơi. Nói nhiều thành khẩu nghiệp. Bài tập làm văn của chúng ta vẫn chưa xong. Xong trong đời xong. Em xin hát một bài hát tặng tất cả các anh chị ca sĩ đang ở đây ạ. Trời ơi, anh Quang Lê anh tôn trọng luật chơi khủng khiếp luôn. Chị Tuyết chị nói với anh xong em. À
luật này vô duyên quá vậy? Bánh cá hồng thiên ta. Về hả? Về hả? À, Dương Triều Vũ cảm thấy mệt mỏi, bức xúc quá. Dương Triều Vũ đi về luôn rồi. À, anh quay trở lại rồi hả? Thay đổi, quay trở lại. À, phải ngồi đây. Vị trí của mình ở đây. Trời ơi. Dạ, dạ, rồi, rồi. Cái ý gì mà viết lâu dữ vậy trời? Chị không muốn nói nữa, chị ức quá. Chị nín luôn. Thôi, hai em chọn cho rồi. Hai bạn ơi, cảm xúc của các vị giám khảo ở đây, các vị huấn luyện viên ở đây rất nhiều dành cho hai bạn. Nhưng mà thật sự cái quyền chọn lựa chúng tôi quyết định tôn trọng hai bạn. Nên hai bạn có thể chọn ai cũng được. Họ không có thể nói ra bằng lời, họ không thể nào nói trực tiếp đến các bạn. Nhưng mà bằng cái tình cảm, bằng cái tình cảm dành cho các bạn thì Như nghĩ rằng hai bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. À, dạ vâng ạ. Thì em cũng xin phép là em về. Rồi, cô chị Cẩm Ly và anh Minh Vi ạ. Wow. Xin chúc mừng bộ đôi nhạc sĩ Minh Vi và ca sĩ Cẩm Ly. Ra đây cho nói coi. Nói được rồi đó mọi người. Ai mà ra cái nút vô duyên như thế này? Bấm cái mình. Xin chào mọi người. Em xin giới thiệu, em là Thanh Quý. Em đến từ Hà Tĩnh. Hiện tại thì em đang học tại trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và rất vui là hôm nay em được kết hợp với cả chị Thùy Dung. Xin chào mọi người, mình là Thùy Dung và mình đến từ Nghệ An. Hiện tại đang là ca sĩ tự do tại Nghệ An. Và hôm nay thì mình cùng với Thanh Quý sẽ thể hiện ca khúc Quê hương Ba Miền. Đây là một cái bài mà Thùy Dung rất là thích cho mọi người đi từ Bắc vào Nam. Hy vọng là với cái sự trải nghiệm của chị em mình cũng như với cái tình yêu quê hương đất nước thì chị em mình sẽ thể hiện hết mình và thật là tình cảm cho cái bài hát Quê hương Ba Miền. Em có đồng ý không? Em đồng ý. Ngỡ như bức tranh tuyệt vời, nóng tình Hạ Long vẫn lưỡi chùa hương. Bên đi bên ngỡ ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Giang đôi tay qua khơi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc diễn đơn. Non nước hữu tình Ba Miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Ba sáu phố phường ngắm cừu cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất nữ ngây chùa hương. Thăm dòng sông Hương, đường qua Vĩ Dạ chợ Đồng Ba Ngư Bình, thăm lăng di tích thăm thiên mù, tổng thể chậm vai nghiêng nón qua trang tiền. Đêm trăng buồn trên bên vẫn lâu, ngẫm câu mái đầy dòng ai nghe thảm sâu. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoang xuống miền lục tân xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách vong phương đến rồi không nỡ
còn đó, thành phố xa hoa sốt từ ba cái ghế hoa, dang đôi tay qua khôi em đón mời cùng với năm châu Sài Gòn hoa ngọc diễn đơn. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, lòng mình Hạ Long bất ngây chùa hương. Bên đi bên lỡ ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Dạ em xin chào tất cả các quý vợ, các quý vị huấn luyện viên và các quý vị khán giả có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Anh thấy hai em hát rất là hay, hai cái giọng hai em nó quyện đến nỗi mà anh không biết là một người hát hay hai là người hát nữa. Cho nên cứ quay qua hỏi, ủa qua cô mới chưa? Nói chung là hai em hát nó quyện đến nỗi mà anh không biết, không phân biệt được người trước người sau luôn. Và khi mà mở ra thì anh mới thấy đây là hai cô gái rất là xinh đẹp, rất dễ thương đáng yêu và ngay đúng cái tuổi mộng mơ luôn. Cho nên là anh nghĩ là khi mà về với đội của anh và anh Hưng sẽ có rất nhiều cái màu sắc anh và anh Hưng sẽ gửi đến mấy em để mấy em có thể trình diễn cho khán giả. Bây giờ xin cho hai em tới đây ôm một cái để cho hai em xuống nghỉ ngơi đi nha. Được không ạ?